rồi mấy ăn cơm nữa xong. Mất tiền nha, hối lộ, hối lộ. Đưa lên. Quăng lên cái giang hồ nữa lắm. Ghê thiệt. Sao rồi, thử thử sao rồi. Tôi chào quá. Nó quýnh thằng bảo vệ, tại vì người ta nói là quán đóng cửa rồi. Nhưng mà nó bảo vệ nói là nó nói là bảo vệ xạo, nó quýnh bảo vệ cầm một đá nó đánh nhỏ luôn, 4-5 đứa quýnh quýnh thằng ngồi trên xe này nhỏ đó. Nó nói giờ đưa cho mấy thằng này 10 triệu. Công an dẹp loạn, dẹp loạn. Nắm tiền tôi. Chim trước nha chị, trải lại nữa. Nó quýnh ta xong rồi nó hối lộ công an giữa đường. Con cái nhà là đang đứng lại thôi. Con ở nhà chơi. Cái thằng bảo vệ này nó dễ thương lắm, không mua đồ mà. Nào, thằng áo đỏ này bỏ xe nè, bảo vệ tỏi lắm, mặt xương á luôn á. Còn anh là bảo vệ hay lén nè, có quýnh ta không nhưng mà cái này là lùng nó đánh bốn người luôn mà nãy đi xuống á. Thấy vậy nè, là tức là có một đám vô xong rồi nói là đóng cửa rồi, thì có người trong quán mua nhưng mà lúc đó là người ta hết nhận cách rồi, người ta nói là đi nhận mở lửa, cái thằng hết cửa trong cửa nó tạo không quấn
lấy đá nó đập nhỏ quá trời, bốn năm thằng quýnh một mình thằng này nè, bốn năm thằng quýnh một mình thằng này nè. Nó nói xong bây giờ tao cho mấy thằng công an này 10 triệu à, tao đi về. Quýnh là có công an ra liền. Hả? À, giờ chết rồi, một ba xuống kìa. Ủa ba xuống bắt nó không? Đúng nãy rồi. Giờ nó lên nãy giờ công an quần vòng á. Còn nãy giờ nó điều bên kia qua. Nãy đi xuống thấy đâu đó. Nhiều chuyện quá trời. Nó đứng sau lưng á. Ai chị? Ai nào? Công an nó thấy livestream là nó giật điện thoại. Rồi cứ quay đi, đứng sau lưng ra quay đi. Rồi quay. Mất dạy ghê. Ủa cái ông đó. Một ba xuống kìa. Ai? Một ba xuống kìa. Ừ vậy đi. Đó, bắt hết đi. Ừ. Mất dạy. Là hết. Mọi người phải coi cái vụ này nha. Trời ơi, đúng rồi. Xô. Bắt cái đây. Sao mà đứng quay được chị? Cái coi mới được có tức quá. Không trời ơi, thấy mặt giống như là thú nhỏ con. Không có quay được, công an cũng không cho quay luôn. Quay lấy mình nậu luôn á. Trời ơi. Vậy nó đánh cái hàng này tốt quá mà. Hả? Ở trong quán. Mấy xe phía trước ngoài nè. Mấy xe phía trước ngoài. Mệt quá hả? Hai đồng chí này về thường. Ai giống vậy luôn. Em lực lượng công an phường cầu chị tắt hội. Yêu cầu chị tắt hội lần 2. Yêu cầu chị tắt hội lần 3.